Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, thứ ba ngày 4 tháng 6 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp với các thành viên để xem xét cho ý kiến một số nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Ngày đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên năm học 2019-2020. Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại xã Tân Quang. Huyện Yên Mỹ thiếu sân chơi cho trẻ em dịp hè. Mất trộm xe ô tô và tài sản ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 165. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thảo luận xem xét và cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Cùng dự có đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về các dự thảo báo cáo, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019, phê duyệt dự án rà soát bổ sung quy hoạch phòng chống lũ chi tiết tuyến sông Hồng, sông Luộc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019, dự thảo ban hành nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 87/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu miễn chế độ thu nộp các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định chức danh, số lượng và một số chế độ chính sách đối với cán bộ công chức xã phường thị trấn, miễn nhiệm hai ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2019 do nghỉ hưu theo chế độ. Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh: các sở ngành phải quan tâm đến vấn đề cái sát nhập các phòng, giảm tinh giản các phòng. Số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm thì tôi đề nghị lưu ý mấy vấn đề sau đây. Thứ nhất là đối với sản xuất vụ mùa thì bỏ cái cơ cấu bắc thơm số 7, tăng cái lúa lép và lúa chất lượng cao lên. Thứ hai là tập trung dập dịch tả lợn châu Phi. Cơ chế sách thì báo cáo chỉ là chờ nghị định chính phủ sửa đổi thì sẽ, rồi bộ chính phủ cấp kinh phí thì sẽ đưa về cho bà con. 6 tháng của năm này dứt khoát ngành tài nguyên môi trường phải đưa văn phòng đăng ký đất đai về các xã để hướng dẫn bà con nông dân lập hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai và cấp giấy nhận quyền đất, chứ không thể để trên huyện nữa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu từ nay đến cuối năm 2019, các sở ngành địa phương tiếp tục tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện hiệu quả kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, sớm có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm môi trường nông thôn, môi trường khu công nghiệp, đẩy nhanh việc quy hoạch hoàn thiện các khu cụm công nghiệp để thu hút dự án đầu tư, mở rộng quy hoạch xây dựng đô thị ở một số địa phương, đồng thời phải tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ về tài chính ngân sách, trong đó Cục Thuế tỉnh phải tăng cường giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng thuế, chống thất thu thuế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh cải cách hành chính, sớm đưa trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động. Có giải pháp quan tâm đến việc chuyển ngạch cho viên chức công chức ngành giáo dục và y tế, thực hiện tốt việc đào tạo nghề và tạo việc làm cho người lao động, xuất khẩu lao động, giữ gìn tôn tạo các di tích lịch sử và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa du lịch của tỉnh, quan tâm đến phong trào thể dục thể thao, thực hiện tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia sắp tới diễn ra an toàn, nghiêm túc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương phải nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tập trung đối thoại giải quyết đơn thư của công dân, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức phát động cán bộ công chức và người lao động tham gia tiêu thụ thịt lợn an toàn nhằm tháo gỡ khó khăn trong đợt dịch tả lợn châu Phi. Đến dự có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại buổi phát động, có 62 cán bộ công chức người lao động Văn phòng Tỉnh ủy đã tham gia tiêu thụ thịt lợn thương phẩm an toàn ủng hộ người chăn nuôi. Toàn bộ số thịt lợn được tiêu thụ trong buổi phát động đã được cơ quan chức năng kiểm tra đóng dấu kiểm định, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là đợt thứ hai Văn phòng Tỉnh ủy phát động cán bộ công chức và người lao động tham gia tiêu thụ thịt lợn an toàn ủng hộ người chăn nuôi với tổng trọng lượng hai đợt là gần 1 tấn thịt lợn hơi. Những hoạt động hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn thương phẩm an toàn ở các địa phương sẽ được chúng tôi tiếp tục phản ánh ở phần sau của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay,
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 5 năm 2019 với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong tháng 5, các cơ quan báo chí đã thông tin kịp thời và toàn diện các sự kiện vấn đề nổi bật diễn ra trên địa bàn tỉnh, kịp thời thông tin các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát hiện và nêu gương các tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy nhấn mạnh trong tháng 6, các cơ quan báo chí cần tiếp tục tuyên truyền việc triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 của Đảng. Biểu dương những tấm gương học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện kế hoạch 93A, tình hình chăn nuôi, công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi, công tác phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền giải quyết giảm thiểu vấn đề rác thải nhựa và đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là người đầu tiên trong 4 bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp này. Có gần 50 vị đại biểu đăng ký chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an. Nhóm vấn đề dành cho Bộ trưởng Bộ Công an là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giết người, tội phạm liên quan tới hoạt động tín dụng đen, băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tổ chức đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, xâm hại phụ nữ trẻ em. Trước những vấn đề nóng được đại biểu Quốc hội chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã đưa ra 3 giải pháp trọng tâm được xác định là xây dựng lực lượng công an chính quy tinh nhuệ từ tuyến cơ sở, đề nghị tăng chế tài, hình thức xử phạt, xử lý hình sự các vụ việc liên quan đến ma túy, tăng cường các giải pháp để ứng phó, triệt tiêu các ổ nhóm tội phạm. Bộ Công an cũng chỉ đạo mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc, trong đó trọng tâm là triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Trong thời gian tới, Bộ sẽ có giải pháp cơ bản góp phần làm giảm sự phức tạp của tín dụng đen. Bộ trưởng Tô Lâm cũng giải đáp chất vấn của một số đại biểu về tình trạng tai nạn giao thông, buôn bán người, xâm hại trẻ em. Buổi chiều, Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà về các vấn đề quản lý quy hoạch phát triển thị trường bất động sản, tăng nguồn cung nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, xử lý vi phạm xây dựng. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn thương phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh, các huyện Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cừ đã phát động tiêu thụ thịt lợn cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động đã phát động mỗi cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia tiêu thụ tối thiểu 10kg sản phẩm từ lợn, phấn đấu tổng lượng tiêu thụ trên 10 tấn thịt lợn. Ngay tại buổi phát động, cán bộ, công chức, viên chức đã hưởng ứng mua hơn 200kg thịt lợn an toàn. Theo kế hoạch, huyện Phù Cừ kêu gọi cán bộ công chức viên chức người lao động và các tầng lớp nhân dân tham gia tiêu thụ mỗi người tối thiểu 10kg thịt lợn hơi trở lên. Việc tham gia tiêu thụ thịt lợn an toàn ủng hộ bà con chăn nuôi sẽ thực hiện thành nhiều đợt. Theo thống kê đến ngày 29 tháng 5, toàn huyện đã tiêu thụ được trên 15 tấn thịt lợn hơi. Bên cạnh hỗ trợ người chăn nuôi, huyện Phù Cừ tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân không quay lưng với thịt lợn, yên tâm với thịt lợn khỏe vì dịch tả lợn châu Phi không lây nhiễm, gây bệnh ở người. Cùng với đó, tiếp tục chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Huyện Tiên Lữ vừa tổ chức phát động cán bộ công chức viên chức người lao động hưởng ứng tham gia tiêu thụ thịt lợn thương phẩm an toàn, hỗ trợ người chăn nuôi trên địa bàn. Tại buổi phát động, hơn 200 cán bộ công chức viên chức người lao động ở các cơ quan huyện ủy, ủy ban nhân dân tiêu thụ trên 500kg thịt lợn hơi. Sau hai đợt phát động, huyện Tiên Lữ đã tiêu thụ được trên 5 tấn thịt lợn hỗ trợ cho bà con nông dân. Toàn bộ số thịt lợn được tiêu thụ trong chương trình phát động được mua của công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Phương Thủy, xã Đức Thắng. Cơ sở đã được cơ quan chức năng kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo kế hoạch, trong thời gian tới, huyện Tiên Lữ tiếp tục mở rộng phong trào tiêu thụ thịt lợn an toàn. Những năm gần đây,
Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Tân Quang, huyện Văn Lâm chuyển biến tích cực. Nhiều vùng trước đây trồng lúa kém hiệu quả được chuyển sang trồng cây ăn quả, hoa, cây cảnh cho giá trị kinh tế cao. Qua đó góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân nông thôn. Thôn Ngọc Đà hiện có trên 200 hộ dân chuyển đổi diện tích đất canh tác để trồng đào, phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Người dân cho biết so với cây lúa trồng đào cho thu nhập cao hơn hàng chục lần. Tết Nguyên đán năm 2019, dù thời tiết không thuận lợi, đào nở sớm, nhưng trên mỗi sào trồng đào, người dân thu lãi khoảng 150 đến 200 triệu đồng một sào. Nói chung là so với các loại cây giống cây khác ấy, thì hiệu quả kinh tế tương đối cao. Tính ra lương nông dân mỗi tháng được khoảng độ 30 triệu, trừ chi phí. Để làm bình bình, còn đâu làm mất thì chắc chắn là nó thấp hơn, nó chỉ khoảng 20 triệu và năm được mùa nữa thì có khả năng nó lên đến 50 triệu. Tại thôn Nghĩa Trai, 100% diện tích đất nông nghiệp được chuyển đổi sang chuyên canh cây dược liệu, từ những loại bình dân như tía tô, kinh giới, mã đề, rau má, ngải cứu, đến những loại thuốc quý gồm hoắc hương, kim tiền thảo, trong đó nổi bật nhất là cây cúc hoa. Với tổng diện tích khoảng 70 mẫu, mỗi năm thôn Nghĩa Trai cung cấp ra thị trường khoảng 1.000 tấn dược liệu tươi làm nguyên liệu cho nghề chế biến dược liệu tại địa phương. Tùy quy mô sản xuất mỗi năm, các hộ dân có thể thu lãi từ 100 đến 500 triệu đồng, đời sống ngày một nâng cao, xuất hiện nhiều tỷ phú dược liệu. Trước kia của chúng tôi là hơn 100 hecta, nhưng mà sau một cái thời kỳ chuyển đổi và mục đích sử dụng thì hiện nay chỉ còn hơn 70 hecta là đất cây nông nghiệp. Với cái diện tích đó, đối với cái sản phẩm dược liệu thì nó chỉ đảm bảo được khoảng cỡ từ 15 đến 18% so với cái nhu cầu dược liệu. Thời điểm hiện tại, toàn xã Tân Quang có khoảng 180 mẫu đất nông nghiệp đã được chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, cây cảnh và cây dược liệu. Theo Ủy ban Nhân dân xã Tân Quang, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã giúp người dân nơi đây phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần thay đổi diện mạo quê hương. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, gần 13,8 nghìn thí sinh tỉnh ta bước vào ngày thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2019-2020. Kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2019-2020, tỉnh ta có gần 13,8 nghìn thí sinh đăng ký dự thi tại 25 hội đồng thi với 586 phòng thi. Buổi chiều, các thí sinh dự thi môn ngữ văn với hình thức tự luận trong thời gian 120 phút, trong đó phần nghị luận xã hội đề cập đến vấn đề nâng cao nhận thức, quan điểm sống về vấn đề bạo lực học đường. Phần nghị luận văn học phân tích hai khổ thơ đầu trong bài thơ Viếng Lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương. Theo đánh giá của nhiều giáo viên, học sinh, đề thi môn ngữ văn bám sát nội dung chương trình có tính mở. Trong buổi thi đầu tiên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 3 tổ kiểm tra công tác tổ chức thi tại các điểm thi như đảm bảo an ninh, y tế, hậu cần, công tác coi thi giám sát. Kết thúc buổi thi đầu tiên, toàn tỉnh có 485 thí sinh vắng mặt, đa số là các thí sinh đã trúng tuyển trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, không có thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ vi phạm quy chế thi. Hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và ngày gia đình Việt Nam năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Động đã tổ chức gặp mặt biểu dương gia đình tứ đại đồng đường hạnh phúc và kỷ niệm đám cưới vàng, đám cưới bạc cho hội viên câu lạc bộ gia đình hạnh phúc ở xã Ngọc Thành. Tại đây, 10 gia đình được tôn vinh và biểu dương, trong đó 5 gia đình tứ đại đồng đường là gia đình cụ Nguyễn Văn Tiến, cụ Trần Đình Bích, Trần Đình Kỳ, Nguyễn Đức Ước, Nguyễn Thị Hoa, là những gia đình 4 thế hệ có truyền thống văn hóa lâu đời, dày công vun đắp, các thành viên trong gia đình cùng yêu thương chia sẻ lẫn nhau. Những người ông, người bà là tấm gương sáng cho con cháu học hỏi, con cháu sống biết kính trên nhường dưới. Cũng tại đây, hội nghị đã biểu dương 5 gia đình hạnh phúc đã xây dựng gia đình từ 25 năm trở lên, có con cái thành đạt và là thành viên của câu lạc bộ Gia đình Hạnh Phúc. Hè về, khi các em nhỏ tạm rời xa sách vở trường lớp, cũng là lúc người lớn nháo nhác tìm điểm vui chơi bổ ích cho trẻ. Nỗi lo ấy cứ đến hẹn lại lên do việc thiếu không gian vui chơi giải trí. Phản ánh tại huyện Yên Mỹ. Mỗi dịp hè đến, bà Vân ở thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá lại đau đầu trước bài toán cho các cháu chơi gì và chơi ở đâu. Bố mẹ các cháu làm công nhân nên việc trông nom hai cháu nội gần như bà phải cáng đáng. Ở địa phương, tuy có nhà văn hóa nhưng thiếu trang thiết bị và người dẫn dắt tổ chức các hoạt động vui chơi bổ ích hấp dẫn. Đặc biệt, các sân chơi dành riêng cho trẻ lại càng thiếu. Chính vì thế, dù không muốn, gia đình bà vẫn phải đăng ký khóa tu mùa hè cho hai cháu.
Ở địa phương của xã Lưu Xá này là khu dân chơi của trẻ là không có, mà các cháu nghỉ hè là toàn ở nhà để xem tivi. Chúng tôi thì cũng mong chính quyền và các cấp là cho cái sân vui chơi cho các trẻ về mùa hè để cho các cháu được thoải mái tư tưởng. Tương tự, gia đình ông Tuần ở xã Thanh Long cũng đang lo tìm phương án nghỉ hè phù hợp an toàn cho các cháu. Ông Tuần cho biết, nghỉ hè, các cháu của ông chủ yếu ở nhà xem tivi, xem điện thoại vì sân chơi không có, trong khi các chi phí dành cho các gói trại hè tập trung lại khá cao. Những lo lắng của bà Vân, ông Tuần đã phần nào phản ánh thực trạng thiếu sân chơi dành cho trẻ em dịp hè ở huyện Yên Mỹ trong những năm qua. Theo thống kê, toàn huyện Yên Mỹ có trên 11.200 trẻ em ở lứa tuổi dưới 16 tuổi cần có không gian, địa điểm để học tập vui chơi phù hợp. Toàn huyện có 68 trên 100 thôn được quy hoạch xây dựng điểm vui chơi tập trung cho trẻ em. Tuy nhiên, các điểm vui chơi này chỉ dừng lại ở việc quy hoạch trên giấy tờ, còn lại đa số đều là bãi đất hoang. Nguyên nhân của sự chậm trễ này là do các địa phương chưa có quy hoạch đúng đắn tổng thể đối với các điểm vui chơi cho trẻ em. Bên cạnh đó, thiếu vốn, thiếu đầu tư đồng bộ cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên. Quy hoạch bãi bóng này nói thẳng thắn cách đây nó tương ứng và rơi vào 5 năm nay rồi. Để quy hoạch bãi bóng, tức là tất cả các thôn đều có quy hoạch bãi bóng để làm bãi bóng cho trẻ ra đây chơi và đá bóng đá bánh, vì cái cơ bản là không có kinh phí để làm. Nên vấn đề còn bỏ hoang đấy. Hiện nay chúng tôi là có 3 thôn đã xây dựng được nhà văn hóa và sân thể thao cho các cháu để vui chơi. Còn 2 thôn hiện nay là đã quy hoạch được quỹ đất nhưng mà chưa có điều kiện để xây dựng cái điểm vui chơi cho các cháu. Lý do là cái nguồn kinh phí của ủy ban hiện nay là còn gặp rất là nhiều khó khăn. Ủy ban nhân xã cũng đã thành lập ban chỉ đạo cũng về chương trình xây dựng nông thôn mới. Cũng đã quy hoạch một số các điểm vui chơi cho các cháu. Qua cái vấn đề về quy hoạch thì có những khó khăn, thì đặc biệt là cái vấn đề về cái nguồn vốn thì xã không có. Thiếu sân chơi không chỉ hạn chế khả năng vận động để giúp trẻ phát triển toàn diện mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, đuối nước khi trẻ vô tư biến ao hồ, đường phố làm nơi vui chơi và trẻ dễ tiếp cận các trò chơi điện tử vô bổ độc hại. Vì vậy, tạo sân chơi bổ ích cho trẻ là đòi hỏi cấp thiết đặt ra với toàn xã hội. Thực tế những năm qua cho thấy, nơi nào thực sự quan tâm tới nhu cầu chính đáng của trẻ, nơi đó trẻ em được hưởng lợi. Chính vì vậy, về lâu dài, việc quy hoạch mạng lưới sân chơi cho trẻ em cần được tính đến, góp phần tạo ra môi trường lành mạnh, hữu ích cho trẻ em vui chơi, phát triển. Đêm ngày 2 tháng 6 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 165 thuộc Tổng công ty xăng dầu quân đội trên địa bàn thị trấn Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. Kẻ gian đã đột nhập vào trong công ty và lấy trộm một xe ô tô con, đồng thời đập vỡ kính của 4 xe khác nhằm trộm cắp tài sản trong xe. Tại hiện trường vụ trộm cắp tài sản, 4 xe ô tô đã bị kẻ gian đập vỡ kính và lục lọi trong xe tại lán để xe nằm sâu phía trong công ty. Sau khi nhận được tin báo, công an thị xã Mỹ Hào đã có mặt bảo vệ hiện trường vụ án và bàn giao cho cơ quan điều tra hình sự khu vực 1 và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng điều tra vụ việc. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 14 giờ 50 phút chiều ngày 4 tháng 6, tại ngã tư giao cắt giữa đường Hoàng Hoa Thám và đường Nguyễn Văn Linh, thuộc địa bàn phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe ô tô và xe mô tô, khiến người điều khiển xe mô tô bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Trước khi vụ va chạm xảy ra, xe ô tô biển kiểm soát 89A07701 lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng từ ngã tư chợ gạo đi hướng bưu điện trung tâm tỉnh. Đến đoạn giao cắt giữa đường Hoàng Hoa Thám và Nguyễn Văn Linh thì va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 89F45945. Hậu quả, người điều khiển xe mô tô bị thương khá nặng, cả xe mô tô và xe ô tô đều hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu được xác định, người điều khiển ô tô không làm chủ được tốc độ, người điều khiển mô tô thiếu quan sát khi điều khiển phương tiện đi qua điểm giao cắt. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.